Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng đưa ra vỏ quýt dày, quan ta đã thủ sẵn móng tay nhọn. Chuyện công an của Đảng Cộng sản Việt Nam chống tham nhũng chỉ là chuyện đảng lộn bề trái ra cho người dân xem mà thôi. Ai nhẹ dạ cả tin thì nghĩ rằng Đảng và nhà nước thực tâm chống tham nhũng. Tuy nhiên, nếu nghĩ sâu thêm một chút thì sẽ thấy ngay thứ dân cần là một nhà nước trong sạch, không nhũng nhiễu dân, chứ không cần những chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ, nhưng rồi người bị thiệt vẫn là người dân. Dân vẫn bị o ép, sách nhiễu đủ bề. Việc phòng là quan trọng nhất chứ không phải là chữa. Trong công tác phòng cháy chữa cháy thì làm sao đừng để xảy ra cháy là tốt nhất, chứ một khi đã cháy rồi có chữa vào thế nào cũng xảy ra thiệt hại. Với Đảng Cộng sản thì họ chỉ có chữa chứ không có phòng. Bởi chính Đảng khi đã tham lam ích kỷ, độc chiếm quyền cai trị của đất nước để khai thác toàn dân, thì Đảng không thể sinh ra được những con người trong sạch cho được. Quan chức của Đảng Cộng sản đã có móng tay nhọn từ lâu rồi, giờ này Đảng lại tung ra vỏ quýt dày. Để có một xã hội trong sạch thì đất nước nào cũng phải có ba điều cơ bản như sau. Thứ nhất là thể chế chính trị phân quyền để các nhánh quyền lực giám sát lẫn nhau. Thứ nhì là sự nghiêm minh của pháp luật. Và thứ ba là đạo đức của người lãnh đạo. Thiếu một trong ba thứ này thì không thể nào phòng tham nhũng cho được. Đảng Cộng sản luôn phủ nhận vai trò của sự phân quyền trong thể chế chính trị của mình. Để chính họ độc quyền cai trị đất nước thì đất nước mãi sinh ra những con người tham lam, ích kỷ và vô đạo đức lãnh đạo đất nước. Về luật pháp của Việt Nam thì khỏi phải nói, ăn cắp con vịt về để nhậu, bị tuyên 7 năm tù giam. Còn ăn cắp đến 15.000 tỷ đồng tiền của nhân dân thì lại được hưởng án tù treo. Hay chánh án Tòa án Nhân dân tối cao xử án lại chấp nhận vật chứng đưa mua ngoài chợ đem về để buộc tội cho bị cáo án tử, thì làm sao có chuyện nghiêm minh cho được. Chỉ 3 năm mà làm chết tới 226 người dân ở trong các trại giam thì cho thấy sự tàn bạo vô lối của những thứ luật rừng, chứ có nghiêm minh gì đâu. Đời Tổng Bí thư nào của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng òm tỏi câu chuyện chống tham nhũng. Nói về đạo đức của quan chức thì cũng đã quá rõ. Nếu quan chức có đạo đức thì làm sao họ nỡ ra tay khi người dân đang khốn cùng với đại dịch khắp nơi. Như vậy thì bên trong của chính quyền của Đảng Cộng sản không hề có một đặc điểm nào mà chính quyền này có thể phòng tham nhũng. Và đó là lý do sao tham nhũng ở xứ nước này nó như sóng biển vậy. Lớp trước tan đi thì lớp sau lại trồm tới, và cứ như thế tồn tại cho tới khi nào Đảng Cộng sản không còn nữa. Ngày 20 tháng 7, bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã công bố quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Trong đó quy định rõ những hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn trong công tác cán bộ, hành vi chạy chức, chạy quyền. Hơn 10 năm trước, ông Trương Tấn Sang đã nói về những bầy sâu. Bà Mai đã ký quyết định số 114 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Với 15 điều quy định, 114 quy định hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác của cán bộ, trách nhiệm quyền sát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm. Quy định này nói rằng không dùng uy tín ảnh hưởng của bản thân và người có quan hệ gia đình gợi ý, tác động, gây áp lực để người khác quyết định, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự, bỏ phiếu bầu theo ý mình, không để người có quan hệ gia đình, người có mối quan hệ thân quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của bản thân để tác động, thao túng, can thiệp các khâu trong công tác cán bộ. Không lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác này. Việc phòng chống tham nhũng không phải đến giờ thì Đảng mới hô hào, mà đời Tổng Bí thư nào của Đảng Cộng sản cũng như thế. Nhưng rồi, kết quả tham nhũng của nhiệm kỳ sau lại kinh khủng, trắng trợn hơn những nhiệm kỳ trước.
đã không có tam quyền phân lập, luật pháp không nghiêm minh và đạo đức quan chức thì thấp, thì đấy chính là những móng tay rất nhọn hóa giải mọi vỏ quýt của Đảng bàn ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đảng đưa ra vỏ quýt dày, quan ta đã thủ sẵn móng tay nhọn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ung nhọt EVN đang căng, chỉ cần một mũi kim là bục. Vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng đã ký quyết định thay cho Thủ tướng, chấp nhận cho ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, được nghỉ hưu sớm. Thời điểm ông Thành nghỉ hưu là ngày 1 tháng 5 năm 2023. Sau 8 năm ngồi chiếc ghế Chủ tịch Tập đoàn EVN, ông Dương Quang Thành lại xin nghỉ hưu sớm, trong khi đó tuổi của ông còn đến 4 năm nữa mới được nghỉ hưu theo chế độ. Ghế chủ tịch một tập đoàn của nhà nước độc quyền mua và bán điện là một vị trí bao nhiêu người mơ ước. Ngồi ở ghế này thì sẽ trở thành đại gia không mấy chốc. Tại sao ông Dương Quang Thành lại xin nghỉ hưu nhanh đến như vậy? Vì sao ông Dương Quang Thành phải nghỉ hưu non là câu hỏi đặt ra, hay là tháo chạy trước khi bão ập đến? Ghế ngon ăn không ai chịu nhường cả, ngoại trừ đang có bão ập đến. Nếu ngồi thêm 4 năm nữa thì tài sản của ông Thành sẽ không dừng ở mức như hiện nay. Một năm làm chủ tịch của EVN thì e rằng phải bằng ngàn năm lương công chức. Vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã tự tay ký quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng của Bộ Công Thương, giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Điện lực. Ông An, 58 tuổi, quê ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành năng lượng điện tại Cộng hòa Séc và thạc sĩ quản lý hệ thống điện, quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Châu Á Thái Lan. Thời gian phân tích và phát hiện vấn đề đó là tại sao khi ký quyết định nghỉ hưu cho ông Dương Quang Thành, thì ông Phạm Minh Chính đẩy cho cấp phó ký, còn ký quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Hoàng An, thì ông Chính đích thân lại ký. Phải chăng ông Phạm Minh Chính nhận thấy có gì đó bất ổn với ông Dương Quang Thành, nên ông Chính đã né trách nhiệm chăng? Thực tế là ở Việt Nam rất phổ biến văn hóa sợ trách nhiệm. Thường những chữ ký nào dễ mang lại rủi ro thì cấp trưởng né đi và để cấp phó ký thay. Nếu có rủi ro xảy ra thì để cấp phó phải chịu trách nhiệm thay cho mình. Không biết ông Phạm Minh Chính có suy nghĩ như vậy hay không, nhưng hành động đó không thể không khiến một số người nghi ngờ. Ông Phạm Minh Chính ký bổ nhiệm chủ tịch mới cho EVN. Cũng có thông tin cho rằng ông Dương Quang Thành đang tính tháo chạy sớm trước khi bão ập đến, bởi EVN dưới thời ông Dương Quang Thành đã bộc lộ quá nhiều tiêu cực mà trong đó người dân và doanh nghiệp đang phải chịu hậu quả nặng nề nhất. Năng lượng điện, năng lượng than và xăng dầu là những ngành cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước và đời sống của dân sinh. Khi năng lượng không đủ đảm bảo cung cấp thì thiệt hại do nó mang lại đối với nền kinh tế là không lường hết được. Hậu Covid, nền kinh tế Việt Nam đang đi xuống nghiêm trọng, trong đó có một phần đóng góp của ngành điện. Dưới thời ông Dương Quang Thành thì EVN đã không làm tròn trách nhiệm an ninh năng lượng, ngược lại nó còn dở đủ trò để đòi tăng giá điện. Chất lượng dịch vụ thì ngày càng tệ, nhưng EVN lấy thế lực của nhà độc quyền để mà gây áp lực tăng giá điện. Vì sao ông Phạm Minh Chính không dám ký quyết định nghỉ hưu cho ông Dương Quang Thành? Câu hỏi đang được đặt ra. Độc quyền mà vẫn thua lỗ, mỗi năm EVN báo lỗ hàng tỷ đô la Mỹ và lỗ lũy kế cho đến nay đã hơn 4 tỷ đô la. Họ than lỗ để gây áp lực tăng giá điện, trong khi đó các công ty con của EVN thì dư tiền gửi ngân hàng kiếm lời. Vậy thì cách nào EVN cố tình ém tiền để áp lực lên tăng giá điện? Hành động áp lực tăng giá điện của EVN chẳng cách nào là hành động chấn lột, bởi EVN đang ép người dân vào con đường không có sự lựa chọn nào khác, buộc phải gật đầu chấp nhận. Cách làm của EVN chẳng khác nào cách làm của Việt Á trong vụ bán kit xét nghiệm dởm với giá cắt cổ
và bắt người dân phải mua một cách cưỡng bức. Cũng cần có trách nhiệm điều tra rõ về tài sản bất minh của ông Dương Quang Thành. Tiền đâu mà ông này cho con đi ăn học tại Mỹ rất tốn kém như vậy? Và vì sao ông Dương Quang Thành lại để cho các doanh nghiệp thành viên gửi tiền núi ở ngân hàng, để rồi lại báo lỗ và đòi tăng giá điện cho người dân cả nước phải chịu? Và rất nhiều câu hỏi khác nữa. Vụ EVN nếu chỉ cần một cây kim châm vào thì ông Nhọt to tướng sẽ bục ra mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin ông Nhọt EVN đang căng, chỉ cần một mũi kim là bục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de